Chính cái danh thanh tịnh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh thuộc sanh tử của bốn tịnh lự là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh thuộc sanh tử của bốn vô lượng, bốn định vô sắc là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh thuộc niết bàn của bốn tịnh lự là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh thuộc niết bàn của bốn vô lượng, bốn định vô sắc là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh tại nội của bốn tịnh lự là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh tại nội của bốn vô lượng, bốn định vô sắc là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh tại ngoại của bốn tịnh lự là Đại Bồ Tát. Bạch Thế Tôn, không.